Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin có trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Xin chào quý khán thính giả của Tin Mới. Trong một thập kỷ qua, Trung Quốc đã tăng tốc cho xây dạo biên giới Trung Việt cũng như các quốc gia có đường biển khác. Dự án được người dân gọi là Vạn Lý Trường Thành phía Nam với những hàng rào dây thép gai, thậm chí được gắn điện, hiện diện sừng sững và lạnh lùng giữa vùng rừng núi. Ngăn cách người dân hai nước dường như sẽ làm thay đổi vĩnh viễn các mối quan hệ của nhiều cộng đồng dân tộc dọc theo biên giới hai nước. Mặc dù mất rất nhiều công sức, tiền của và nằm trong kế hoạch lâu dài, nhưng đến giữa năm 2021, trong khi đại dịch Covid-19 còn rất căng thẳng, thì tại nhiều vùng dọc biên giới, những hàng rào biên giới bỗng dưng không cánh mà bay lại bị tháo dỡ hết hoàn toàn. Mất công, mất sức, mất tiền để xây dựng nhưng cuối cùng lại tháo đi. Mục đích của Trung Quốc có phải là để người dân hai nước đi lại, buôn bán dễ dàng như trước hay còn âm mưu thâm độc nào khác? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Thưa các bạn, theo phân tích của tạp chí Phố Wall, trong 2 năm qua, Trung Quốc đã xây dựng hoặc sửa chữa ít nhất 459 km hàng rào dọc theo biên giới của mình, hầu hết ở phía Nam. Số liệu thực tế còn có thể cao hơn vì không phải các chính quyền địa phương đều công khai loại chi tiêu này. Vào tháng 8 năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi một bức thư tới người dân vùng biên giới Vân Nam, kêu gọi họ bảo vệ vùng đất thiêng và cùng nhau xây dựng một bức tường bất khả xâm phạm. Tại Quảng Tây, giáp với miền Bắc Việt Nam, Trung Quốc đã kêu gọi các cán bộ chạy đua với thời gian, dốc hết sức lực kiên quyết đánh thắng đại dịch và bảo vệ cửa Nam của Trung Quốc. Tại tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam, một hệ thống hàng rào chắc chắn với các cột trụ lưới thành sắt và các cuộn dây thép gai cũng đã xuất hiện trên các đỉnh đồi nằm dọc theo biên giới với Trung Quốc. Camera và đèn chiếu sáng được lắp đặt ở tuyến hàng rào này. Một chủ khách sạn ở Lào Cai cho biết hàng rào trông như một nhà tù. Từ năm 2012 đến năm 2017, Trung Quốc xây 12 km tường rào kiên cố, cao hơn 4,5 m dọc theo sông Ca Long, đoạn chảy ở phía bắc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Khoảng năm 2018, hàng rào kiên cố được Trung Quốc tiếp tục xây từ khoảng dọc biên giới với hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn với chiều dài khoảng 200 km. Nhiều đoạn video của một số YouTube của Việt Nam cho thấy hàng rào có trụ sơn vàng, chấn song nhọn sơn xanh dương được bọc thêm lớp dày kẽm ở chân tường và phía trên rào hoặc trên rào là những cuộn dây thép gai cuộn tròn. Thậm chí nhiều người dân còn kể là hàng rào này đã được gắn điện. Những đoạn video còn cho thấy đầu sắt nhô ra tiếp tục thi công Vạn Lý Trường Thành phương Nam phía Nam. Tuy nhiên, giữa tháng 5 năm 2021, nhiều người dân Việt Nam đã phát hiện ra người Trung Quốc đã phá dỡ hàng rào này đi. Cụ thể, theo một YouTube thì tại xã Hồi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, hàng rào thép gai trước đó được xây chắc chắn đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Quan sát kỹ thì dọc đường biên giới của xã Hồi Luông phía Trung Quốc đã đào hết móng cũ, mặc dù móng này được xây chắc chắn. Cùng với đó, những món mới to hơn cũng đang rục rịch được tiến hành. Những cột cao to tầm hơn 2 mét cũng được vận chuyển đến khu vực biên giới. Việc phá bỏ hàng rào khiến người dân Việt dọc biên giới không khỏi ngạc nhiên, ngỡ ngàng và nhiều giả thiết được đặt ra. Với những người suy nghĩ lạc quan thì nhận định rằng có thể Trung Quốc bỏ hàng rào biên giới đi để cho người dân hai bên đi lại buôn bán giao thương thuận lợi. Thực tế, điều này khó xảy ra, thậm chí là không thể xảy ra bởi Trung Quốc từ lâu luôn ngăn cản người dân bản địa Việt Nam sang các vùng đất giáp danh thuộc Trung Quốc để thu hoạch ngô hoặc bán dược liệu. Chưa kể, đang trong thời điểm đại dịch đến cửa khẩu Trung Quốc còn đóng cửa không giao thương, thì không lý do gì lại bị phá đường biên giới trước đó đã phải tăng tốc xây dựng để cho người dân qua lại. Nếu không vì mục đích tháo hàng rào để đi lại thuận tiện hơn thì vì điều gì? Nhiều bình luận không ngại nói thẳng, đây là chiến thuật gặm nhấm của chính quyền Trung Quốc, tức là lòng tham của họ chưa dừng lại trong việc chiếm đất hay thôn tính Việt Nam, cả ở đường biển lẫn đường biên giới trên bộ. Rất có thể bằng cách xây dựng những móng to hơn là cái cớ để họ tiến thêm, gặm thêm những cm đất của người Việt Nam.
Theo bà con già làng ở vùng biên này đã kể lại, tại vùng biên giới xã Hồi Luông, đường biên hai nước được định danh bằng con suối, nhưng hiện tại, theo mô tả thì con suối đã nằm gọn trên đất Trung Quốc. Nếu theo lời kể của người dân nơi đây, thì hẳn những lo lắng về âm mưu lấn sang đất Việt Nam của Trung Quốc là hoàn toàn có thật, bởi từ xa xưa đến nay, giới cầm quyền Trung Quốc chưa từng từ bỏ một ý đồ đen tối nào. Nhiều bình luận tỏ ra lo lắng, thậm chí không ngần ngại nói mưu đồ của Trung Quốc là sẽ phá núi, lấp sông biển Việt Nam thành đất của Trung Quốc, thực hiện chủ trương bành trướng của họ. Tất nhiên, đây hoàn toàn là đồn đoán có cơ sở. Cộng đồng quốc tế vốn đã vô cùng lo lắng về việc Trung Quốc chiếm đoạt đất đai của các nước láng giềng. Vào tháng 6 năm 2019, Jawan Kistanin tiết lộ rằng quân đội Trung Quốc đã hoàn toàn giành quyền kiểm soát biên giới ở một số khu vực của quốc gia Kyrgyzstan. Hè năm 2020, Ấn Độ đã mất 300 km2 đất vào tay Trung Quốc. Hãng tin Bloomberg vừa qua thông tin, trong bối cảnh binh sĩ hai bên trải qua mùa đông khắc nghiệt trên núi Himalaya, kết quả của những cuộc đụng độ tồi tệ nhất trong nhiều thập niên dường như đã rõ. Trung Quốc lấn sâu vào phần lãnh thổ trước đây chỉ do Ấn Độ tuần tra. Một trong những trường hợp nghiêm trọng nhất đã được tiết lộ gần đây ở Bhutan. Theo một cuộc điều tra của Robert Bennett được công bố trên trang web chính sách đối ngoại, trong 5 năm qua, Trung Quốc đã xây dựng một mạng lưới các tòa nhà, đường xá và tiền đồn quân sự trong một khu vực biên giới ở Bhutan. Còn giữa Việt Nam và Trung Quốc, tranh chấp giữa hai nước diễn ra từ năm 1951 cho tới nay, bao gồm cả tranh chấp biên giới trên bộ và trên biển xuất phát từ cách nhìn nhận khác nhau của hai bên về Công ước Pháp Thanh năm 1987 giữa Pháp đại diện cho Việt Nam và Nhà Thanh đại diện cho Trung Quốc. Trên bộ, tranh chấp xảy ra trên nhiều mảnh lãnh thổ nhỏ dọc biên giới với tổng diện tích khoảng 60 km. Trong những năm 1951 đến năm 1975, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bác bỏ những tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền lãnh thổ trên bộ và trên biển. Từ năm 1976, chính quyền Việt Nam thể hiện lập trường tương tự. Tranh chấp lãnh thổ cũng là một trong những nguyên nhân góp phần xảy ra chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979. Năm 1999, hai nước ký kết hiệp định biên giới, theo đó giải quyết tranh chấp trên 227 km biên giới với kết quả mỗi bên nhận xấp xỉ 50% diện tích có tranh chấp. Cuối năm vừa qua, trong phiên họp Quốc hội, các đại biểu cũng thể hiện sự lo lắng về việc người Trung Quốc núp bóng, thâu tóm vùng đất biên giới ven biển. Theo đó, đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, Nam Định dẫn số liệu hiện có 162.000 hectare do người Trung Quốc núp bóng ở Việt Nam mua đất trên phạm vi toàn quốc, trong đó có 63.000 hectare là đất biên giới, ven biển, những vùng đất đặc biệt nhạy cảm vì rất có thể việc xây tường rào rồi lại phá bỏ tường rào biên giới là một cách gọi theo ngôn ngữ của các bạn Gen Z là làm cho con bò trong một cái kế hoạch tiếp tục chiếm đất của người Việt. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên lo lắng quá bởi định giới của hai nước đều đã được cắm mốc nên việc lấn đất bây giờ làm rất khó. Hơn nữa, Bộ đội Biên phòng Việt Nam cũng cảnh giác thường trực nên không dễ mà Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Trước đó, chính quyền tỉnh Lạng Sơn từng xác nhận tường rào này được xây trên đất Trung Quốc đúng theo quy định về hiệp định giữa biên giới giữa hai nước và có thông báo cho Việt Nam. Một giả thiết khác cũng được đặt ra ở khu vực này, Trung Quốc phá tường rào cũ để xây dựng tường rào mới chắc chắn hơn. Cùng với đó, Trung Quốc đào móng cũ đi để xây móng mới to hơn, giúp đường đi lại ở vùng biên của Trung Quốc rộng hơn, thuận lợi hơn cho lưu thông và hoạt động khác. Điều này thể hiện sự khôn ngoan và thông minh của người Trung Quốc khi cần xe chạy dọc biên giới, bảo dưỡng hàng rào, quản lý biên giới rất hiệu quả. Thậm chí khi muốn tràn sang Việt Nam, họ cũng áp sát hàng rào lên nóc xe qua cho dễ. Ngược lại, phía Việt Nam muốn vượt qua thì cực kỳ khó bởi đường biên giới của hai bên chỉ cách mốc biên giới của hai nước cả chục mét. Lại nói thêm một chút về chiến dịch tăng tốc xây tường rào biên giới của Trung Quốc trước đó. Truyền thông Trung Quốc giải thích rằng việc xây dựng các bức tường trên là nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 và kiểm soát nạn buôn lậu ma túy, hàng hóa và buôn người dai dẳng từ nhiều thập niên qua. Năm 2018, khi hàng rào biên giới được tăng tốc xây dựng cũng là thời điểm Trung Quốc chủ trương tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu và đưa các hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới vào quy củ. Khi dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh quyết định thắt chặt kiểm soát người và hành lang biên giới. Những biện pháp này được tiếp tục tăng cường, đặc biệt là đối với thực phẩm đông lạnh. Theo thông tin của Bộ Công Thương Việt Nam, ngoài những lý do trên thì Trung Quốc còn có động cơ khác, cũng có thể là nhằm ngăn người Trung Quốc muốn di cư. Thực vậy,
Do dịch COVID-19 hoạt động kinh tế bị giảm, nên rất nhiều người Trung Quốc tìm cách vượt biên để xuống các nước Đông Nam Á, đến sinh sống ở những nước này. Ngoài đối tượng trên, hàng rào dọc biên giới còn được cho là để ngăn người Trung Quốc di cư vì những lý do khác nhau. Trung Quốc không muốn mang tiếng rằng công dân của họ đi làm chui hoặc phạm pháp ở một số nước khác. Tuy nhiên, đây lại là thực tế từ vài năm gần đây. Để tránh bị vạ lây vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã chuyển hoạt động sang Việt Nam. Họ cần ngay nhân công có tay nghề, hiểu chung ngôn ngữ nên sẵn sàng tuyển người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp để tránh mất thời gian đào tạo lao động địa phương. Các bạn thân mến, các cụ xưa có câu thương nhau rào rộng cho chặt. Vậy nên việc Trung Quốc xây dựng đường biên giới rõ ràng và chắc chắn của hai nước cũng không có gì là xấu. Tuy nhiên, COVID-19 có thể là lời biện minh chính thức mà Trung Quốc đang đưa ra để xây dựng vùng đệm. Nhưng ý định đó đã bắt đầu từ rất lâu trước đó và sẽ chi phối mọi thứ từ rất lâu ngay cả sau khi đại dịch kết thúc. Vì thế, Việt Nam chúng ta vẫn cứ phải tỉnh táo, cảnh giác từng giây từng phút với người láng giềng lắm mưu nhiều mẹo này. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!